Cảm ơn Đức. Kính thưa quý vị, chúng tôi có nhận để nói về tác phẩm của cụ Huỳnh Văn Lan. Sở dĩ chúng tôi nhận là vì giữa ông Huỳnh Văn Lan với cá nhân chúng tôi nó có nhiều cái điểm tương đồng lạ lắm. Hồi trước kia ở bên Việt Nam thì là chúng tôi không có biết ông Huỳnh Văn Lan, chưa có gặp bao giờ hết. Nhưng mà qua bên này rồi đấy thì mới có cơ hội gặp nhau. Nhưng mà khi gặp nhau rồi thì là tìm thấy giữa tôi với ông nó có nhiều cái điểm tương đồng. Trước hết là nói về tuổi tác thì thật ra ông lớn hơn tôi tới cả chục tuổi nè. Nhưng mà được thì cứ kể như là cùng thế hệ đi, ông ở đầu thế hệ thì tôi ở cuối cái thế hệ cũng được. Ông biểu tôi kêu bằng anh thôi, chứ đừng có kêu bằng bác. Ông mới gặp tôi kêu bằng bác, ông nói ông kêu bằng anh. Kế đó đấy là chúng tôi cùng là công tử biệt vườn, tức là ông tôi đó thì ở Mỹ Tho. Thật sự cái làng của tôi đó, nó thuộc về tỉnh Mỹ Tho trước kia, nhưng mà sau này nó thuộc về tỉnh Bến Tre. Thì kể như cái phần đầu của cái văn hóa miệt vườn, còn Trà Vinh, Vĩnh Long là kể như cái phần sau của cái nền văn hóa miệt vườn đó. Rồi thì là hai chúng tôi cũng cùng xuất thân từ một cái gia đình mà có thể gọi là gia đình điền chủ của cái miệt vườn. Ông ấy thì thuộc cái gia đình đại điền chủ, tôi thì không có tới đại điền chủ, nhưng mà ông cụ của nhà tôi cũng là điền chủ, cũng có ruộng, cũng có vườn. Thì là chúng tôi qua một cái thời niên thiếu đi học đó, cái hấp thụ giáo dục nó gần gần như nhau. Rồi đến khi mà lên trung học thì tôi có một cái thời gian đi học ở trường đạo, trường College Saint Joseph ở Mỹ Tho, trước khi vào trường Nguyễn Đình Chiểu, là hồi đó là College Lumiere de Villers mà Lê Châu Lộc nó học trước tôi mấy năm đó. Tại vì nói thật tôi rất là bất bình với Đỗ Tiến Đức, nói rằng tôi là 80 tuổi. Chưa đâu, tôi chưa tới 80, Lê Châu Lộc mới là 80, tôi mới có 78 à. Rồi thì là sau cái nền giáo dục mà dưới cái thời Pháp thuộc đó thì ông Lan lại đi qua bên Quebec học ở bên College Laval ở bên Canada, rồi qua Đại học Chicago của Mỹ. Thì là tôi là sau cái phần thu nhận cái nền giáo dục mà ảnh hưởng Pháp thì qua Mỹ cũng tiếp theo học một phần của cái nền văn hóa Mỹ. Ông học về econometric, tức là để đo mà dùng statistics rất nhiều ở trong ngành kinh tế. Tôi thì đi về psychometric, tức là cũng đo, nhưng mà đều đo cái bộ óc, đo về tâm lý nhiều hơn. Thì vì có những cái gần gũi đó mà khi mà tôi đọc cái quyển ký ức của Huỳnh Văn Lan đó, không những là thấy ổng mà thấy mình ở trong đó cũng rất nhiều. Tại vì cùng xuất thân ở một cái nền văn hóa miệt vườn với nhau, cùng có một cái background về gia đình gần gần như nhau, rồi cùng có những cái sở học nó cũng gần gần như nhau. Do đó mà chắc có lẽ là tôi là cái người thông cảm với cái quyển ký ức nhiều nhất. Không biết là quý vị đọc thì sẽ thấy như thế nào, nhưng mà tôi sẽ nhường cho quý vị đọc. Bây giờ tôi tin rằng cái quyển ký ức này nếu mà quý vị đọc vào đó thì sẽ thấy mệt, thấy thích đọc và thấy muốn đọc nhiều lắm. Nghĩa là cầm lên rồi đọc rồi đó thì không muốn buồn. Mặc dù là đây là một cái quyển nói là quyển ký ức, tại vì ông muốn tránh cái chữ hồi ký. Vì gần đây đó có nhiều người viết hồi ký, nhưng mà thật ra khi mà họ viết hồi ký đó, cốt yếu là họ đề cao cá nhân của họ, họ biện minh cho một số những cái việc làm nào đó, hoặc giả là họ có thể là chê bai những người khác nữa và đề cao cá nhân của mình. Ở đây Huỳnh Văn Lan không muốn dùng cái chữ hồi ký, sợ ít nhiều nó mang cái chất xấu đó. Thành ra muốn dùng cái chữ ký ức không mà thôi. Có nghĩa là cái gì do nơi cái ký ức của ông nhắc lại, nhớ lại, thì ông ghi lại một cách nghĩa là trung thực những cái điều mà ghi nhận đó. Thì cái quyển hồi nãy tôi cũng được là nói ít ít ngắn lại, thành ra tôi cũng ráng tôi chấm dứt sớm, tại vì còn nhiều diễn giả quan trọng sao nữa. Thì trở lại, đây là cái quyển hồi ký đầu tiên và là quyển số 1 của Huỳnh Văn Lan. Đó bao gồm có 12 chương,
không kể cái phần dẫn nhập với lại cái phần phụ lục, thì khởi sự với cái môi trường xã hội là cái văn hóa miệt vườn đó là chương 1, rồi đến cái môi trường gia đình, môi trường gia đình đại điện chủ đó là chương 2, qua cái phần giáo dục tại gia. Cái chỗ này cũng rất đặc biệt, nghĩa là hồi xưa ông đi học là rước thầy về nhà dạy, tôi thì cũng học ở nhà cái phần đầu đó, không có đi đến trường được, tại vì trường ở trong làng nhà quê đó, từ nhà có người đi tới trường nó khó khăn lắm. Và thứ nhất là ở cái miệt vườn đó, vào cái mùa nước nổi đó, cầu nó trôi mất đi, không có đi được nữa, thành ra ở nhà, học ở nhà. Nhưng mà ổng thì có tiền nhiều hơn, mướn thầy dạy dạy. Còn ông già tôi đó không phải là đại điện chủ, mới điện chủ thôi, không có mướn người dạy, chính ông nhà tôi dạy tôi. Với ông già tôi là một nhà giáo. Rồi đi tu, đến giáo dục nhà trường ở chương 4, đi tu với lại học thuyết ở Đại Chủng Viện Sài Gòn, đó là chương 5. Rồi đến cách mạng tháng 8, cái lúc này là có lẽ là Huỳnh Văn Lan đã trên 20 rồi, tại 20, 21 gì đó, lúc 23 tuổi cách mạng tháng 8. Lúc đó thì tôi mới có 12 tuổi, thì anh đi kháng chiến, tôi cũng đi kháng chiến. Tôi cũng rèn cái quan nha gắn ở bên này, bên hông, cũng kháng chiến chống Pháp. Nhưng mà không biết anh đi kháng chiến có thể là nhiều hơn tôi. Tôi thì chỉ gia nhập vào một cái phong trào nó gọi là cái ban, gọi là ban đời sống mới. Ban nó chuyên môn đi hát sướng chứ không làm hết. Đi hát với lại đi nói chuyện về cái đời sống khoa học, vệ sinh rồi này kia ở trong làng, cho người ta bớt mê tín dị đoan lại khá như thế đó chứ không có gì. Sau đó đến năm 48 tôi mới trở về thành, mới đi học lại. Rồi trường Philippines ở Vĩnh Lâm, chương 7, đó là lúc ông làm tổng giám thị mà lúc nãy ông Lê Châu Lộc kể đó. Rồi hội nghiên cứu xã hội học ở Đà Lạt, chương 8. Cái phần này là cái phần mà ông biết được Cô Đình Du, và tôi nghĩ rằng cái ảnh hưởng của cái triết lý mà nhân vị ít nhiều khởi sự từ cái chỗ đó, với cái thuyết của personalism của Emmanuel Mounier của cái thời đó, thì ông ta biết trước rồi. Sau này đó thì tôi lúc mà làm giáo sư ở Petrisky thì có bị đưa xuống Vĩnh Long để học về cái khóa huấn luyện về nhân vị một tháng, thì tôi mới biết cái personalism là cái gì, và nó với lại cái Marxism là nó chống đối với nhau ra làm sao, nó có những cái khác biệt gì hay như thế. Rồi đến du học ở Paris, ở Quebec là chương 9, đại học ở Chicago với lại cái ngày về là chương 10, là cái lãnh học bổng ở Chicago, một cái học bổng rất tốt, 1.500 đồng một năm hồi thời đó, 1.500 đồng tiền Mỹ Kim đó, là nó rất là lớn. Những cái học bổng khác nhỏ nhỏ nó không có nghĩa lý gì hết, nhưng mà ông bỏ cái học bổng để trở về Việt Nam, cái chuyện đó là cái chuyện rất là quan trọng, mà chứng tỏ cái lòng ái quốc của ông rất nhiều về để giúp cho Thủ tướng Ngô Đình Diệm lúc đó. Rồi kết thúc với hai cái chương chót là cái chương nói về Thủ tướng Ngô Đình Diệm là chương 11, và sau hết là cái chương 12 là chương nói về trường Bách Khoa Bình Dân, với gần 700 trang hồi ký kể lại 1/3 đầu của cuộc đời. Nghĩa là cái phần này ông có 3 tập hồi ký. Tập thứ nhất đó là cái này, thì cái này nó kể cái phần đầu của cuộc đời ông thôi, là từ hồi nhỏ cho đến năm 1955, nghĩa là cái phần mà chấm dứt cái nền pháp thuộc, nền độc lập thật sự của Việt Nam. Rồi cái phần thứ nhì đó là cái chiến tranh với lại từ năm 1955 trở đi cho đến năm 1975, và cái phần thứ ba là cái phần chốt của cái hồi ký đó sẽ là cái cuộc đời Lưu Quang. Thì đây chỉ là cái phần thứ nhất của cuộc đời ông thôi, kể như 1/3 của cuộc đời đó. Cung ứng cho độc giả nhiều chi tiết lý thú về con người, gia đình, môi trường, xã hội, cuộc sống của tác giả, cũng như những giai đoạn lịch sử quan trọng của xã hội, của đất nước Việt Nam. Thật sự là cái người nào mà sống nhiều chừng nào và từng trải nhiều kinh nghiệm, nhiều cái